Mình chúc cả nhà sức khỏe và thành công trong công việc. Cách chiên cá vàng giòn, không văng dầu và sả, chiên vàng, không bị cháy khét, rất thơm ngon. Xin mời cả nhà cùng mình vào chiên cá nha. Ở đây mình có 4 con cá. Cá này mình đã làm sạch và rửa qua chanh và muối để giúp cá không bị tanh. Và để chiên cá không bị văng dầu, khi cá làm xong để ráo nước, rồi dùng khăn giấy mình thấm khô trong và ngoài cá. Như vậy khi chiên cá sẽ không bị văng dầu đâu các bạn. Ở đây là mình có sả băm, tỏi băm, ớt khô và ớt tươi và 20g muối, 5g bột ngọt và 1/2 muỗng cà phê bột nghệ. Đây, mình sẽ cứa xéo. Mình cứa như thế này. Đây, mình cứa cái như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cứa ngược lại. Và bên đây thì cũng vậy. Đã, mình cũng sẽ cứa cá đều nhau. Rồi, mình sẽ làm hết cái phần cá còn lại. Sẽ trộn đều cái phần gia vị này. Cho vào một chút ớt khô và 1 muỗng rưỡi cà phê sả băm. Rồi, mình sẽ trộn đều tất cả cái phần này. Chỉ cho chút đỉnh ớt và sả để trong cái thời điểm mình ướp cá cho cá được thấm và thơm hơn. Nếu mình ướp nhiều sả vào trong cá, khi chiên sả sẽ bị khét và cũng sẽ không bám vào trong cá đâu nha các bạn. Gia vị đã được trộn xong. Bây giờ mình sẽ ướp vào trong cá, ướp đều hết từng ngõ ngách của con cá để cho cá được thấm. Đây, mình đã ướp được một con như vậy. Bây giờ 4 con cá cũng đã được ướp xong. Mình sẽ để cá thấm trong vòng 1 giờ. Trong 1 giờ ướp cá này, mình sẽ cho cá vào trong tủ lạnh. Như vậy khi chiên thì cá sẽ rất là giòn ngon. Phần muối sả nghệ còn lại này, để một chút nữa mình sẽ chiên chung với tỏi và sả. Mình cho một lượng dầu vào đây và chờ cho dầu nóng. Khi dầu nóng, mình cho tỏi vào trước. Thank you.
Khi tỏi có mùi thơm, bây giờ mình sẽ cho sả và cái phần muối nghệ vào chung. Bây giờ tỏi và sả cũng hơi vàng, mình cho hết cái phần ớt khô này vào. Khi tỏi sả đã chuyển cái màu hơi nhạt như vậy, lúc này mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ để đây vì dầu nó còn nóng, nó sẽ tự làm cho tỏi và sả mình vàng có cái màu đẹp. Ở đây mình đã chuẩn bị chảo nóng, bây giờ cho dầu vào thật là nhiều vì mình chiên cá cần dầu nhiều, cá mới giòn ngon nha các bạn. Bây giờ dầu đã nóng, mình sẽ cho cá vào mình chiên. Bây giờ mình sẽ trở để cá được vàng đều hai mặt. Đây, bây giờ cá đã vàng, mình sẽ cho ra dĩa. Rồi chiên hết hai con còn lại. Đây, bốn con cá đã được chiên vàng ươm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sả, tỏi và ớt đã chiên vàng lên trên cá. Nếu thích ăn cay hơn thì mình sẽ cắt thêm ớt tươi như vậy nè các bạn. Cá chiên sả, ớt và nghệ vàng giòn, thơm thơm, ăn cùng cơm nóng, ngon hết sảy con bà bảy luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem và ủng hộ video. Mến chào ạ.